Tối 16 tháng 3, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên xác nhận đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam 4 bị can về tội nhận hối lộ tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 7802D ở thôn Tân An, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn đăng kiểm Bách Việt. Các bị can gồm có Phan Trung Hiếu, 47 tuổi, trú tại tỉnh Thái Bình, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn đăng kiểm Bách Việt; Phạm Xuân Hưng, 32 tuổi, trú tại Phú Yên, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 7802D, cùng đăng kiểm viên Võ Quốc Nhiên, 28 tuổi, trú tại Phú Yên, và thủ quỹ Nguyễn Thị Phấn, 37 tuổi, trú tại Phú Yên. Theo điều tra, trong giai đoạn 12 tháng 10 2020 đến 10 tháng 10 năm 2022, các lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn đăng kiểm Bách Việt đã thống nhất với tổ đăng kiểm của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 7802D thực hiện thu phí để bỏ qua các lỗi về đèn chiếu sáng, phanh, lốp, khí thải, cơi nới thêm thành thùng cho các phương tiện khi đến đăng kiểm. Cụ thể, mức phí từ 100.000 đến 400.000 đồng đối với các phương tiện bị lỗi về đèn, lốp, khí thải, 1 đến 3 triệu đồng đối với các phương tiện cơi nới thêm thùng xe. Qua đó, các xe khi đóng phí bồi trơn thì được bỏ qua lỗi và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường. Số tiền thu về được đưa cho bà Phấn theo dõi quản lý và cất giữ, đến cuối tháng thì báo cáo với lãnh đạo công ty biết. Số tiền thu lợi bất chính sau đó được chia theo tỷ lệ 17-20% cho đăng kiểm viên, 5% cho kế toán, 3% cho người dán tem, còn lại thì thuộc về lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn đăng kiểm Bách Việt. Qua tài liệu thu thập, cảnh sát xác định các đối tượng đã nhận số tiền 1,3 tỷ đồng của các chủ phương tiện xe cơ giới để bỏ qua nhiều lỗi. Chiều 16 tháng 3, ông Lê Quang Trung, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cầu Wow, tỉnh Kiên Giang cho biết đã có báo cáo gửi Sở Y tế tỉnh về việc 3 bác sĩ và 1 bảo vệ bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang khởi tố tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi giả mạo trong công tác. Theo đó, các bị can bị khởi tố bắt tạm giam gồm có bác sĩ Danh Chánh Tuy, trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm, bác sĩ Huỳnh Long, trưởng khoa ngoại tổng hợp, bác sĩ Lâm Thị Minh Phụng, điều trị khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản, và ông Trần Thanh Phong, nhân viên bảo vệ trung tâm. Các bị can bị khởi tố bắt tạm giam do có liên quan đến công tác quản lý và sử dụng con dấu của Trung tâm Y tế huyện Cầu Wow. Theo quy định, nhân viên văn thư là người có trách nhiệm quản lý, lưu giữ và sử dụng con dấu. Tuy nhiên, do nhân viên không có lịch trực đêm nên con dấu giao cho nhân viên bảo vệ cất giữ để tiện cho việc đóng dấu các lệnh điều xe, chuyển viện, chuyển tuyến vào buổi tối. Lợi dụng việc con dấu bị quản lý lỏng lẻo, các bị can đã thông đồng với nhân viên bảo vệ để làm khống hàng trăm bộ hồ sơ khám sức khỏe, sau đó bán cho các tổ chức cá nhân có nhu cầu tự điền tên vào. Trong đó, phần lớn là bán cho các cơ sở đào tạo bằng lái xe 2 bánh, 4 bánh, chủ cơ sở kinh doanh ăn uống hoặc người lao động xin vào làm việc trong các doanh nghiệp. Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa tuyên phạt ông Lê Đình Trung, 56 tuổi, giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Bia Sài Gòn Việt Nam, số tiền 700 triệu đồng, và pháp nhân công ty cổ phần Bia Sài Gòn Việt Nam có trụ sở tại 264 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, số tiền 3 tỷ đồng về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Theo cáo trạng, tháng 5 năm 2019, ông Trung là người từng làm việc tại Sapeco cùng một số cá nhân thành lập công ty cổ phần tập đoàn Bia Sài Gòn Việt Nam. Tuy nhiên, dù chưa được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, nhưng công ty đã đặt hàng cơ sở sản xuất bia Biva ở thành phố Bà Rịa để sản xuất hơn 9.000 thùng bia lon mang thương hiệu Bia Sài Gòn Việt Nam có giá trị gần 1,5 tỷ đồng. Trong đó, 3.300 thùng bia đã được bán ra thị trường, thu về số tiền hơn 578 triệu đồng. Ngày 23 tháng 6 năm 2020, quản lý thị trường phát hiện hơn 4.700 thùng bia cùng 116.700 vỏ lon bia và 3.300 vỏ thùng bia mang nhãn hiệu Bia Sài Gòn Việt Nam tại cơ sở sản xuất bia Biva, nên tạm giữ số tang vật và chuyển cơ quan công an vì có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của Sapeco. Năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố các bị can có liên quan. Ngày 16 tháng 3, ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Trung ương cho thấy số trẻ được đưa tới khám điều trị tăng đột biến. Trong nửa đầu tháng 3, lượng bệnh nhi đến khám tại bệnh viện luôn ở mức 2.500 đến 3.000 ca một ngày, thậm chí có ngày sắp xỉ 4.000 trẻ. Trẻ đến khám chủ yếu bị bệnh hô hấp do thời tiết miền Bắc đang giao mùa với nền nhiệt giữa ngày và đêm chênh nhau nhiều. Đặc biệt, số trẻ mắc virus bào hô hấp RSV đang có xu hướng gia tăng và diễn biến nặng, nhất là nhóm trẻ có bệnh lý nền. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Thị Hồng Hanh, giám đốc Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận hơn 1.000 ca mắc RSV và hiện nay tại Trung tâm Hô hấp có khoảng 150 bệnh nhi đang điều trị, trong đó có những trẻ mới hơn 1 tháng tuổi, diễn biến nặng, suy hô hấp, phải thở oxy. RSV có thể lây truyền từ người bệnh sang người lành thông qua các giọt bắn có chứa virus được thải ra qua ho, hắt hơi lên mắt, mũi, miệng. Hiện nay, RSV chưa có vaccine phòng ngừa nên biện pháp phòng bệnh hiệu quả là duy trì chế độ dinh dưỡng đầy đủ, hợp lý cho trẻ nhỏ, giữ gìn môi trường sống sạch sẽ, thoáng mát.
Phát biểu tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 17 tháng 3, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh tính cấp thiết của việc sửa đổi luật căn cước công dân, đặc biệt là trong việc bảo vệ quyền trẻ em, quyền của người yếu thế. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh việc trẻ dưới 14 tuổi được cấp căn cước công dân cần phải thảo luận rất kỹ, gắn với đời sống thực tế. Nếu làm thì công tác quản lý sẽ vô cùng tiện lợi. Chúng ta không nên để bỏ lỡ cơ hội này, không để có khoảng trống trong quản trị xã hội. Giải thích thêm về đề xuất cấp căn cước công dân cho trẻ dưới 14 tuổi, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết đã làm việc với Bộ Giáo dục Đào tạo và nhận định việc này phục vụ rất tốt cho các kỳ thi cũng như các nhu cầu chính đáng khác của trẻ em như đi máy bay, sử dụng điện thoại. Bộ trưởng Tô Lâm cung cấp thông tin thêm, nhiều nước trẻ em mới sinh ra được cấp hộ chiếu ngay. ASEAN có xu hướng thống nhất các loại giấy tờ, theo đó có căn cước công dân có thể không cần hộ chiếu. Nếu các quốc gia thống nhất thì công dân Việt Nam cũng có thể đi lại các nước ASEAN bằng căn cước công dân.